Tình huống tấn công rất hay. Tammy Abraham. Tạt bóng đi. Matias Vargas. Đối phương bất ngờ, họ đã giành lại quyền kiểm soát bóng. Nhìn ngăn cản rất bất ngờ và anh ấy đã hút bóng vào chân đối phương. 1-2 và đây là trò chơi chuyền bóng nhỏ giữa hai người. Matias Vargas. Cầu bóng vào. Thủ môn đã làm tốt công việc của mình. Leroy Sané. Và đó là đường chuyền đảo cánh. Yaha. Một cú xoạc bóng rất mạnh và đã cướp được bóng. Pha chuyền bóng tấn công nhanh, đối thủ không thể ngăn cản họ. Và đây là cú sút. Pha chặn bóng kịp thời trước khi nó trở thành bàn thắng. Tammy Abraham. Có thể tạt bóng. Một cơ hội để đánh đầu. Anh ấy bật rất cao và đó cũng là tiền đề cho siêu vào bằng đầu. Đó là một pha cứu lòng tuyệt vời của cầu thủ. Vâng, đúng vậy, đó là một pha dứt điểm đẹp mắt, bóng bay vào góc xa khung thành. Tỷ số được mở 1-0. Luka Modric. Thủ môn có thể đi tới và bắt bóng. Perisic. Romelu Lukaku. Perisic. Đó là một pha biểu diễn đường chuyền đó thật tuyệt vời. Tati. Sané. Thủ môn đã cản, bóng đã vượt qua khỏi tầm với thủ môn và đi vào khung thành. Một pha cứu lòng rất nhẹ nhàng. Thực sự là một bàn thắng rất đẹp, cảm giác bóng cực kỳ tốt của cầu thủ này. Vâng, chọn vị trí rất tốt. Cơ hội không thể ngon ăn hơn và anh ta đã tận dụng nó. Ngay lập tức đã có bàn thắng cân bằng tỷ số 1-0. Anh ấy đã cướp được bóng. Matias Vargas. Denis Zakaria. Rodriguez. Leroy Sané. Đó là pha chạm bóng tốt. Sóng gió tạm thời trôi qua. Bắt phạt góc là sờ chiêng của thủ môn này. Và đây là cú sút. Anh ta đã bắt được bóng. Đó là pha chạm bóng thân sâu. Sóng gió đã nổi lên. Cả hai đội đã chơi khá tốt. Vâng, chúng ta đang chuẩn bị cho hiệp 2. Matias Vargas.
Tammy Abraham. Anh ấy đã cướp được bóng. Leroy Sané. Luka Modric. Có thể dứt điểm ngay. Đường chuyền xuất sắc. Matias Vargas. Nguy hiểm. Cản phá xuất sắc. Perisic. Một quả ném biên. Luka Modric. Perisic. Luka Modric. Có thể tạt bóng ngay bây giờ. Phối hợp rất tốt. Rodriguez. Những đường chuyền nhằm kéo giãn đội hình đối phương. Leroy Sané. Tắt rồi. Chấp nhận một pha phạt góc. Thế trận đang xoay chiều. Cơ hội tuyệt vời để phản công. Kieran Tierney. Matias Vargas. Phòng ngự rất tốt. Luka Modric. Romelu Lukaku. Leroy Sané. Perisic. Tạt đi. Chúng một. Rất hay. Anh ấy đã có bàn thắng. Họ vừa lên dẫn trước và gần như nắm chắc chiến thắng trong tay. Tiếng còi cuối cùng, đó là những gì đội bóng này mong đợi. Họ sẽ thắng trận này miễn là họ giữ được sự tập trung tối đa. Tôi nghĩ mọi chuyện đã kết thúc, không còn cơ hội nào nữa cho đối thủ. Rodriguez. Anh ấy được biết đến là cầu thủ chuyền tốt và anh ấy đã chứng minh điều đó đúng trong hôm nay. Zaha. Deris Zakaria. Tammy Abraham rất tốt. Thật tuyệt khi sút. Tuyệt vời, không còn gì nào để có thể mô tả. Một bàn thắng quá sức tuyệt vời. Họ vẫn đang tiếp tục tấn công. Bạn nghĩ rằng bạn đang an toàn, nhưng nếu chủ quan, rất có thể bạn sẽ thất bại. Đội bóng này đã chiến đấu kiên cường.